Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Ryan, là làm một cái đề thi giữa học kỳ 1. Ok, phần phát âm của chúng ta này, phần chuyển lên phần nghe ha. Đây là phần nghe, phần phát âm death, death là chữ sờ này, phát âm là sờ, mát sờ, plan sờ và chi sờ. Tiếp theo wixit, fratisit, liver và introducit. Phát âm đi ba cách. Cái thứ nhất đọc là it. Với trường hợp tờ đờ đây không có chó sủa xôn xao khắp phố phường thì đọc là tờ, còn lại đọc là đờ. Ở đây chúng ta có delay đờ này nha, support tờ, close tờ, stop tờ, bởi vì nó thuộc chó sủa xôn xao khắp phố phường, chúng ta chọn delay đờ. Nhà năm generous, impatient, popular, talkative, chọn impatient. Nhà năm hai library, museum. Năm hai restaurant. Năm một hospital. Năm một chọn museum. Tiếp theo sự kiện của Mary Term Pass là khi nào, đúng không? Tuần sau này. Hỏi thời gian thì chúng ta nhớ chọn when. Câu số 12, tôi thích đi thăm những ngôi làng nhỏ bởi vì chúng rất là êm đềm và thanh bình. Chúng ta chọn câu C. Câu số 13, Peter luôn luôn như thế nào? Peter là chủ nghĩa sĩ thì quốc phải thêm sờ nha. Đi tới cái hồ gần ngôi làng của anh ấy, nhưng hôm nay thì anh ấy đang đạp xe. Vậy đây chúng đây today thì phía đằng sau và lại hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn vị tiếp diễn của câu A. Câu số 14, vào ngày cuối tuần mẹ của Lisa thường cho cô ấy cho phép cô ấy đi mua sắm gần ở cái chợ gần nhà. Let cộng tân ngữ cộng với động từ nguyên mẫu không chu, chúng ta chọn go. Rồi lính cứu hỏa, lính cứu hỏa đến, đúng không? Đến khi mà lửa đang lan rộng ra tòa nhà. Hành động đến nó là quá khứ đơn. Fiona nhìn ra ngoài cửa sổ và bất thình lình nghe thấy một tiếng nổ rất to. Bất thình lình nghe thấy tiếng nổ to thì chúng bạn chọn quá khứ đơn đi, hiện tại đơn, quá khứ đơn, động từ cột 2. Câu 17, nước sao? Và lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua là một cái thời điểm cụ thể trong quá khứ. Chúng ta phải xài thì quá khứ tiếp diễn, đó là câu A, was covering. Sang bài 2 là mã liên quan phần buộc form. Ai? Những người yêu nghệ thuật sẽ là art lover. Những người yêu nghệ thuật có thể đi thăm cái bảo tàng, cái nhà trưng bày Paul Spick này để mà ngắm những tác phẩm nghệ thuật đẹp tuyệt vời. Câu 19, Sài Gòn Zoo là một trong những cái địa điểm tham quan nổi tiếng hoang du lịch. Thì ở đây chúng ta phải xài attraction, nha, một danh từ attraction. Jackson, một trong những thì phải thêm sờ vào. Câu 20, bạn bạn rất là may mắn bởi vì không có gì xảy ra với bạn trong tai nạn cả. Ở đây phải là tính từ lucky. Sang bài đọc này, Tina và Emily là anh em họ của nhau, và Emily thì lớn hơn Tina 1 tuổi. Họ còn là những người bạn thân nhất nữa. Họ sống cùng thị trấn và họ học cùng lớp. Họ có nhiều điểm tương đồng nhưng có vài điểm khác biệt. Tina thực sự thích đọc sách và những câu chuyện yêu thích của cô ấy nó là chuyện dân gian. Trong thời gian rảnh thì cô ấy thích ở nhà hơn là đi tụ tập bạn bè. Bố mẹ nghĩ rằng nó không tốt cho cô ấy khi cô ấy dành quá nhiều thời gian ở nhà, vì thế họ khuyến khích cô ấy tham gia câu lạc bộ thể thao với em trai. Vào ngày thứ sáu, buổi chiều thứ sáu và chiều chủ nhật thì cô ấy đi tới câu lạc bộ. Emily là rất là thích swimming và tennis. Cô ấy luôn luôn cô thức dậy sớm vào ngày cuối tuần để thực hành với bố và một vài người bạn. Và những ngày đi học thì những ngày trong tuần thì cô ấy đi tới những lớp học phụ đạo với Tina. Sau đó thì quay trở về nhà và làm bài tập. Cô ấy thỉnh thoảng thức khuya bởi vì cô ấy thích xem phim ban đêm. Chúng tôi khác nhau nhưng mà chúng tôi thực sự là khác nhau theo nhiều cách. Tina thì nhút nhát nhưng mà chúng tôi vẫn là bạn thân. Chúng tôi nhắn tin và gọi điện nhau rất nhiều, Emily nói. Nhưng mà không có gì mà chúng tôi nhưng mà có một cái chúng tôi thích, đó là nói chuyện. Rồi câu 21, tôi thích đọc sách hơn là đi ra ngoài. Tôi là ai? Ok, chữ tờ là cho Tina và chữ E là cho Emily, đúng không nào? Tôi thích đọc sách hơn là đi ra ngoài, vậy là Tina. Rồi tôi thỉnh thoảng xem phim vào ban đêm đi ngủ trễ là Emily. Rồi tôi thường chơi thể thao vào buổi chiều thứ bảy và buổi chiều chủ nhật thì ở đây là bạn Tina, bạn Emily. Tôi đi câu lạc bộ thể thao 2 lần một tuần đây là bạn Tina. Tôi nhút nhát nhưng mà tôi thích nói chuyện đây là bạn Tina. Phải không nhỉ? Đây, ok Tina.
Sao bài này là cái bài gì? Rồi, bạn hoàn thành câu nhé. This toy shop, cái cửa hàng đồ chơi này. This toy shop mở cửa, open thêm giờ, vào lúc 10 giờ AM và đóng cửa close lúc 9 giờ PM every day, hiện tại đơn. Câu số 2. Câu số 2, mẹ của tôi, my mom, mẹ của tôi đang at the moment này, hiện tại tiếp diễn, y taking a train to the city center at the moment. Câu 28. He is going to stay in the city 3 days, for 3 days. Câu 29. He broke, đúng, quá khứ, his leg, anh ấy làm gãy chân, khi mà he was climbing in the mountain yesterday. Rồi. Câu 30 là câu hỏi của thể quá khứ đơn. Did you hear? In the hiking accident in Hawaii last night. Rồi xong. Xong cái đề của chúng ta.